Ngày 9 tháng 5, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mức 22 triệu trong bối cảnh gần đây nước này liên tục ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới mỗi ngày. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 9 tháng 5 cho biết sẽ tuyển dụng hàng trăm cựu bác sĩ quân y để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang quá tải. Cụ thể, ngày 9 tháng 5 là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này vượt 400.000 ca một ngày và là ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong trên 4.000 ca một ngày. Với tình trạng thiếu oxy trầm trọng và giường bệnh ở nhiều bệnh viện, trong khi nhà xác và lò hỏa táng tràn ngập thi thể bệnh nhân COVID-19, các chuyên gia cho rằng con số thực tế về số ca nhiễm mới và những trường hợp không qua khỏi có thể còn cao hơn nhiều. Anh ấy đã qua đời, là người thân của tôi. Anh ấy đã dương tính với COVID-19 10 ngày và được đưa đến một bệnh viện tư nhân. Tối mùng 7 tháng 5, anh ấy nhập viện ở đây. Anh ấy mới 35 tuổi, có hai con nhỏ và sáng nay anh ấy đã mất. Các con anh ấy còn rất nhỏ, vợ anh ấy mới chỉ 30-32 tuổi. Mong không ai phải chịu cảnh đau thương thế này. Viện đánh giá và đo lường sức khỏe của Ấn Độ ước tính số ca tử vong do COVID-19 tại nước này có thể lên tới 1 triệu người vào tháng 8. Con số báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này đến nay có tổng cộng 22.296.414 ca nhiễm và 242.362 ca tử vong do COVID-19. Cần tuyên truyền để mọi người nhận thức được việc rửa tay và khử trùng tay. Mọi người không nên ra khỏi nhà mà không đeo khẩu trang. Người dân hiện đã bắt đầu đeo khẩu trang. Trước đây họ không đeo vì nghĩ rằng virus không tồn tại. Còn giờ khi làn sóng thứ hai tràn vào, mọi người đã chịu đeo. Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với sức ép ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từng được áp dụng cho làn sóng dịch bệnh COVID-19 đầu tiên vào năm ngoái để ứng phó với làn sóng dịch bệnh đang ngày càng xấu đi hiện nay. Hiệp hội Y tế Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi ban bố một lệnh phong tỏa hoàn toàn, có chuẩn bị tốt và được thông báo trước trên cả nước, thay cho các lệnh giới nghiêm ban đêm và một số biện pháp hạn chế mà các địa phương đang triển khai thực hiện ở thời điểm hiện tại. Trước tình hình nguy cấp này, Bộ Y tế Ấn Độ sẽ cử khoảng 400 bác sĩ quân y, dự kiến sẽ ký hợp đồng tuyển dụng với thời hạn tối đa 11 tháng, đồng thời cho biết thêm các bác sĩ quân y khác cũng được mời tham vấn trực tuyến. Cùng với đó, Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp thuốc 2-dioxydeglucose để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ấn Độ triển khai tiêm phòng COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 16 tháng 1 và hiện đang trong giai đoạn 3, tiêm cho những người trên 18 tuổi. Đến nay, nước này đã tiêm hơn 169 triệu liều, sử dụng vaccine Covishield, Covaxin và cũng đã tiếp nhận vaccine Sputnik V của Nga từ ngày 1 tháng 5. Liên quan đến biến thể của SARS-CoV-2 tại Ấn Độ, bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, biến thể đột biến kép B1617 này dễ lây lan hơn và có nhiều ý kiến lo ngại. Biến thể này vượt qua hàng phòng vệ của vaccine ngừa COVID-19, qua đó khiến dịch bệnh bùng phát mạnh tại Ấn Độ. Theo nhà khoa học người Ấn Độ này, virus càng sinh sôi và lây lan thì càng có nhiều khả năng đột biến sẽ phát triển và thích nghi. Những biến thể tích tụ nhiều đột biến có thể sẽ kháng các loại vaccine mà chúng ta có hiện nay. Bà cho rằng đây sẽ là một thách thức đối với cả thế giới.